Ở đây có ai từng tỏ tình với bạn gái mà từng thất bại chưa? Bao nhiêu người thất bại giơ tay lên coi. Xạo quá. Ok, bài rap này có lẽ là những người dành cho những người con trai, những người đàn ông mà đó. Ca khúc này có một phần của Karik hơi giọng. Karik đã từng trải qua một số hoàn cảnh trong đây, một số thôi nha. Và có rất chắc chắn rằng một số bạn trong đây cũng đã từng trải qua rồi, không ít thì nhiều. Bài này có tên là Mặc Cảm. Điều gì ở trong xã hội qua năm chẳng có gì đổi mới, vì chẳng có gì trong tay ngoài cái máy gọi là dân chơi. Ra từ quần lửa áo thun, ngày qua ngày cứ thế làm tới, nên dù cho thương em cách mấy, anh em cũng không dám bỏ lời. Vì khuôn mặt của anh bình dị, nếu không muốn nói quá xấu xí. Còn em xin như hot girl, đi đâu cũng có người để ý. Tiền trong ví của anh không nhiều, nên anh đừng hay lo nghĩ. Còn em thì gia cảnh khá giả, khi tiêu xài đâu cần lo gì. Xếp tương tự như người thích em, có lẽ anh chỉ là người đứng cuối. Sau về mọi mặt anh được tôi xa, gặp em sẽ dám theo đuổi. Nếu anh làm không có máy lạnh, xung quanh chỉ toàn là bụi. Tiền kiếm được không đủ dạng túi, chỉ đủ lo cơm ngày ba buổi. Tương lai của em tiến bước, còn với anh thì ngày càng lùi. Em đi đâu cũng được chào đón, anh đi đâu cũng bị hắt hủi. Cuộc sống em tràn đầy niềm vui, còn riêng anh chỉ toàn buồn tủi. Nói chung cuộc đời của anh đen đủi, khi gặp được em chỉ biết ngậm ngùi. Em ơi, tương lai chưa có định hướng vì anh vốn quen cái số bất cần. Anh không phải mẫu người lãng mạn cho nên lời lẽ của anh khô khan. Cơ bản là anh ít nói chứ anh không phải là người sổ sàng. Niềm vui nếu anh có được em không đơn giản là chỉnh vào sàn. Sau đó chắc vào khách sạn vội vàng chia tay sau 1-2 tháng. Và lại đến chiều lang thang chở em trên chiếc xe máy cà tàn. Tôi về tâm sự bên điện thời vàng cho tới 1-2 giờ sáng. Anh từng nghĩ nếu mình có phận thì chờ bao lâu anh cũng sẵn sàng. Chỉ sợ khi phận chưa tới, chuyện